Chào mừng mọi người tới với Clipa Channel. Hiện tại, một số người đang trải nghiệm Galaxy S23 và một số người vẫn phải chờ một tuần nữa tới ngày mở bán chiếc điện thoại này. Nhưng hầu hết tất cả chúng ta đều chưa nghe tới một tính năng có trên S23 có thể làm thay đổi xu hướng về sạc pin trong tương lai. Nó không chỉ tránh được việc điện thoại của bạn bị nóng mà còn tăng tuổi thọ pin, tránh được việc chai pin và nó được gọi là tạm dừng sạc qua USB. Về cơ bản, nó cho phép bộ sạc cung cấp điện trực tiếp cho điện thoại thay vì sạc pin. Khó hiểu đúng không nào? Thế thì nghe mình giải thích nhé. Giả sử khi bạn đang chơi game và điện thoại của bạn hiện lên thông báo pin yếu, điều chúng ta sẽ làm là cắm sạc và chơi tiếp. Pin sẽ được sạc và pin sẽ cung cấp năng lượng cho điện thoại để tiếp tục hoạt động. Nhưng nhược điểm là điện thoại sẽ nóng lên rất nhiều. Do đồng thời cả sạc pin và sử dụng pin đều tạo ra nhiệt nên điện thoại sẽ nóng lên và có thể làm cháy pin rất nhanh. Nhưng với Galaxy S23 Ultra, họ đã tìm ra cách để loại bỏ giai đoạn trung gian này. Khi bạn bật chế độ tạm dừng sạc qua USB, điện thoại không còn sử dụng pin để hoạt động nữa mà dùng nguồn điện trực tiếp từ bộ sạc. Điều này giúp giảm nhiệt đáng kể và là một tính năng tuyệt vời cho những người thường xuyên chơi game với hiệu suất cao nhất. Ta có thể thấy S23 Ultra tiêu thụ chỉ 6W khi mà bỏ tính năng sạc pin, nhưng khi test tính năng này nó tiêu thụ đến 17W. Sự khác biệt này không chỉ giảm nhiệt độ mà còn cải thiện rất nhiều về độ bền pin. Nhưng có một vấn đề là tính năng này chỉ có trên một số chiếc điện thoại nhất định. Nó được chia sẻ lần đầu với kênh YouTube MNTech, một channel tại Malaysia. Nhưng vì một số lý do nào đó, những người dùng S23 khác không thể tìm thấy tính năng này trong phần cài đặt của họ. Có thể Samsung đang thận trọng trong khi chậm rãi triển khai tính năng này vì họ không muốn dính vào một bê bối về pin một lần nữa. Nếu ai đang có S23, có thể vào phần Game Booster và kiểm tra xem điện thoại của mình có tính năng này hay không nhé. Ngoài ra, tính năng này giống như một tính năng về phần mềm nên có khả năng Samsung sẽ mang nó lên những chiếc flagship cũ của họ. Nhưng điều này thì không chắc chắn 100%. Nếu mọi người đang quan tâm đến Samsung Galaxy S23 series mới nhất thì có thể tham khảo về Clickbuy. Hiện đang có chương trình đặt hàng sớm từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2. Khi đặt hàng trước sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi vô cùng hấp dẫn như phiếu mua hàng lên tới 5 triệu, gói bảo hành rơi vỡ vào nước, độc quyền tại Clickbuy hay giảm 40% khi mua gói Samsung Care. Lưu ý, đây là ưu đãi chỉ dành khi mà đặt hàng trước. Và đó cũng là kết thúc bản tin. Mọi người nhớ like, sub kênh để cập nhật những thông tin công nghệ mới nhất.